Đưa cô chú ơi chú. Chú xịt bữa nay thuốc nào chú? Chú xịt bữa nay mấy loại? Philia. Luôn mấy tháng hả chú? Dạ. Cái này con T30. Cái là thứ gì? Mình người nông dân phải chặt hàng chi chúng ta. Này xịt bonsai nữa. Này anh xịt một công mấy lít anh? Đâu có đâu cô Tư ơi, cả khoảng 2-3 lít là hết lốc rồi. Sâu với đậu ôm với lại bonsai. Tại vì mình ở đó không có trộn giải mà dùng cả thứ. Dạ đúng rồi. Mình xịt nó đều hơn cái mình trộn giải mà nhiều khi mấy chỗ đàn đảng dặm nó hơn. Chú ít ảnh hưởng đất. Có mấy người mà ta trồng mít đổ ha. Cái chị đó chỉ nói là cái chỗ đó là trồng cây không khác rồi đâu. Quỷ nó này chú xịt mấy bài mấy dầu rồi chú? Rồi thấy cũng đạt ha. Này xúc bình luôn gì anh? Có phải 2-3 lít là nhiều lắm rồi cậu Tư ơi. Nó cùng thời mấy gia. Bay quả nó xa chắc pin này nó cũng còn 20-100% ha. Còn là 4 mấy. 4 mấy lần hả?
Cái này chắc cũng nhiều đắt hả chú? Đó, chú xịt chắc cũng đắt, cũng mấy chục công hả? Bốn chục công đắt đó. 50 cũng đều. 50 vậy là bay khoảng 5 bình. 5 bình. Ờ à, đúng rồi, 5 bình. 5 bay. 5 bay. Quá thôi. Đổ nước vô mới được. Quá bụi rồi. Tới mình khoan nước vô cái một phòng rồi mình chia thuốc ra nó đều hơn. Chia ra bao nhiêu lít gì đó, cái bình này nó 10 lít thì chia ra. Này đất bên sông mà bên đây mình xịt. Đất bên sông ở đây mình xịt vẫn được luôn, khỏe. Chịu khó canh lặn bay được. Cô bản nó cỡ này không chú, hay là nó nhà một như này. Vậy đó hả? Cũng cỡ này ha. Thank you.
máy nó chạy liên tục luôn, máy phát điện chạy liên tục. Đặt nó hút cái bình đó.